Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Thị Phi vẫn chưa thôi đeo bám Phạm Hương khi người đẹp tiếp tục hứng chịu chỉ trích vì một hành động bị cho kém duyên trong một chuyến đi chơi ở nước ngoài được cô đăng tải trên kênh YouTube mới đây. Sau hơn một năm sang Mỹ sinh sống và làm việc, Phạm Hương đang dần trở lại khi hoạt động năng nổ hơn trên mạng xã hội cũng như mở kênh YouTube riêng để cập nhật đời sống hàng ngày, các tip làm đẹp. Mới đây trên kênh YouTube với gần 10k lượt đăng ký của mình, Phạm Hương đã cho đăng tải một video đi chơi ở một khu nông trại nhân dịp Halloween. Một hình ảnh quen thuộc trong lễ hội hóa trang này được Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 cho lên sóng, đó chính là những quả bí ngô. Phạm Hương đã dành thời gian tận hưởng, chụp hình check-in các kiểu trên cánh đồng bí ngô màu cam rực rỡ tuyệt đẹp tại Mỹ. Tuy nhiên, cư dân mạng sau khi xem xong video của Phạm Hương lại phát hiện ra điều bất thường. Cánh đồng bí ngô mà Phạm Hương tham quan có ghi rõ bảng cảnh báo tờ lì ạ sờ do nó xịt on củng kỉn, tạm dịch, xin đừng ngồi lên các quả bí ngô. Tuy nhiên người đẹp này lại bất chấp lời cảnh báo, thoải mái ngồi lên bí ngô để tạo dáng chụp hình. Phạm Hương sau đó còn chia sẻ loạt ảnh ngồi lên các quả bí ngô lên mạng xã hội. Tại khu vực có nhiều bí ngô đã có ngay một tấm biển cảnh báo bên cạnh lối vào với nội dung đừng ngồi lên các quả bí. Tuy nhiên Phạm Hương vẫn bất chấp lời cảnh báo để ngồi lên các quả bí ngô tạo dáng chụp hình đăng Instagram sống ảo. Những hành động này của Phạm Hương đang vấp phải chỉ trích từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng cô kém duyên khi đã được cảnh báo rồi mà vẫn ngồi lên các quả bí ngô để chụp hình. Tuy nhiên một vài người lại bênh vực khi cho rằng có thể Phạm Hương không để ý đến biển báo cấm ngồi lên bí ngô nên đã thoải mái tạo dáng chụp ảnh mà không hề hay biết. Có thể nói dù đã sang Mỹ định cư và từ bỏ ánh hào quang showbiz nhưng Phạm Hương vẫn luôn là sao Việt bị soi kỹ lưỡng đến từng chân tơ cái tóc. Chính vì vậy có không ít lần người đẹp này vướng vào ồn ào vì những lỗi nhỏ qua các hình ảnh, video chia sẻ lên mạng xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.